Quý vị và các đồng chí đang đến với chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Quý vị thân mến, cùng với Bộ đội Biên phòng, Công an, lực lượng quân sự mà cụ thể là dân quân biên giới đã tạo nên bức tường thép nơi biên cương của Tổ quốc, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Chốt dân quân biên giới được xem như là một mắt xích quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa vô cùng đặc biệt này. Suốt tuyến đường biên giới dài khoảng 240 km, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã thành lập 32 chốt chiến đấu dân quân thường trực theo quy hoạch xây dựng thế trận quân sự và quyết tâm tác chiến phòng thủ của tỉnh, huyện biên giới gắn với điểm tựa, cụm điểm tựa, khu vực phòng ngự, khu vực bố trí trận địa chiến đấu và bảo đảm chiến đấu của các đơn vị bộ đội chủ lực, biên phòng, bộ đội địa phương trong thế trận chung về phòng thủ bảo vệ biên giới Tây Nam của quân khu 7. Là tỉnh biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tây Ninh có vị trí chiến lược quan trọng trong thế trận quốc phòng an ninh của quân khu 7 và được Trung ương chọn làm điểm xây dựng khu vực phòng thủ cho cả nước. Thực hiện chỉ đạo của quân khu 7 trong xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng sát với tình hình thực tế, nhất là xây dựng, củng cố tổ chức và tăng cường lực lượng dân quân cơ động ở các xã biên giới, cấp ủy, chính quyền, các sở ngành đoàn thể và nhân dân địa phương 5 huyện, thị xã biên giới trong tỉnh, đồng lòng tích cực tổ chức thực hiện. Cơ quan quân sự chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo chỉ đạo và lập đề án kế hoạch xây dựng chốt dân quân trên địa bàn các xã biên giới, nằm ở vị trí xung yếu nhất trên địa bàn biên giới, góp phần cùng với các đồn trạm biên phòng và các điểm dân cư khép kín địa bàn biên giới, thuận lợi cho việc quản lý bảo vệ đường biên. Chốt dân quân của các địa phương được xây dựng bảo đảm được các thành phần cơ bản của chốt, nhất là nơi ăn ở, sinh hoạt và một số công sự trận địa. Cơ sở vật chất của các chốt dân quân biên giới đang được tiếp tục đầu tư hoàn thiện, đảm bảo cho lực lượng làm nhiệm vụ trực tại chốt. 100% chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới đã ký kết quy chế kế hoạch phối hợp với lực lượng công an kiểm lâm biên phòng theo Nghị định số 02 ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ, quy định việc phối hợp của dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn ở cơ sở. Thì riêng ở chỗ Tân Châu là một trong năm huyện biên giới của tỉnh Tây Ninh. Thì cái đường biên giới thì hơn 48 km. Thì tuyến biên giới thì cái sự quản lý chặt chẽ giữa biên phòng, công an và quân sự thực hiện tốt cái nghị định là 77. Thì thời gian vừa qua cũng hàng năm cũng sơ kết và tổng kết giữa các lực lượng là trao đổi thống nhất các cái nội dung đi từng biên giới. Tuyến biên giới của huyện Tân Châu á thì được bố trí là 8 chốt dân quân biên giới, thì giáp ranh với huyện Tân Châu thì đó là huyện Mimot, gồm có 14 xã. Thì do đó 14 xã biên giới này được rồi, quân báo của huyện làm tốt công tác nắm tình hình là báo cáo về kết quả bầu cử là đảm bảo hiện tại đến tình hình hiện nay thì đảm bảo là an toàn trên tuyến biên giới. Các lực lượng ở các chốt dân quân đã tổ chức tuần tra ban ngày, ban đêm và theo dõi trên không cũng như mặt đất, là trao đổi thống nhất nội dung và báo cáo về trên đúng theo quy định. Huyện Tân Châu, Tân Biên được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chọn xây dựng mô hình điểm toàn diện về tổ chức lực lượng, huấn luyện và hoạt động của chốt chiến đấu dân quân thường trực trên địa bàn. Trong đó, chốt dân quân thường trực ấp Tân Cường hay còn gọi là chốt Bầu Sen thuộc xã Tân Hà, huyện Tân Châu được đánh giá cao về công tác tổ chức quản lý và thực hiện tốt nhiệm vụ, đạt giải cao tại hội thi chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới đất liền năm 2023 do quân khu 7 tổ chức. Thì chốt Bầu Sen nằm trên khu vực thuộc địa bàn của Tân Cường, thì cách đường vành đai biên giới thì khoảng 300 m. Thì từ khi thành lập chốt thì nó cũng nhiều cái khó khăn về các cái cơ sở vật chất cũng như đời sống của chiến sĩ dân quân thường trực trên chốt. Thì tuy nhiên qua quá trình làm tham mưu cho Đảng ủy Ủy ban xã và được sự quan tâm của Đảng ủy Ủy ban xã cũng như là Đảng ủy Ủy ban chiến sự huyện đã đầu tư các cái cơ sở hạng mục với các cái cảnh quan môi trường, thì tới thời điểm bây giờ thì cơ bản là chốt Bầu Sen đã khang trang, và vừa rồi thì đã tham gia cái hội thi chốt dân quân biên giới đất liền thì cũng đã được giải nhì quân khu. Ông Kim Ngọc An cho biết thêm, thời gian qua cán bộ chiến sĩ công tác tại chốt đều ra sức học tập rèn luyện xây dựng cảnh quan doanh trại, đặc biệt đẩy mạnh tăng gia sản xuất tập trung để cải thiện bữa ăn, chăm lo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ.
Tuy mùa khô, nhưng khu tăng gia tập trung của chốt xanh tốt nhiều chủng loại cây ăn quả như mít, chuối, các loại rau củ. Hiện nay chốt Bầu Sen chăn nuôi được đàn bò 12 con, 50 con dê, 200 con gà, đưa vào ăn thêm cho cán bộ chiến sĩ, nâng cao đời sống. Mỗi dân quân khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương sẽ được chốt tặng một con bò làm vốn ổn định cuộc sống. Với sự quan tâm đó, các cán bộ chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các chiến sĩ ở chốt dân quân biên giới thì chấp hành nghiêm cái chỉ thị và mệnh lệnh và những cái hướng dẫn của quân khu, của tỉnh, cũng như của ủy ban, của đảng ủy là quán triệt cụ thể đến từng cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là những đồng chí tiểu đội trưởng tuyến biên giới là được đào tạo ở trường quân sự và các trường khác để đảm bảo và tận dụng một số đồng chí vừa sức ngủ về là tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ dân quân đăng ký tự nguyện để đảm bảo tuyến biên giới trong cái thời gian vừa qua là đảm bảo tốt. Chiến sĩ dân quân trên chốt thì cũng đã làm tốt công tác là phối hợp với lực lượng biên phòng rồi với nhân dân trên tuyến biên giới thì cũng thường xuyên là tuần tra để giữ vững tuyến biên giới. Với huyện Tân Biên, địa phương có đường biên giới dài hơn 92 km, tiếp giáp với ba tỉnh Vương quốc Campuchia, Tơ Bông Khơ Mâm, Prey Ven và Svay Rien, với 4 huyện và 8 xã giáp biên. Hệ thống cửa khẩu trên tuyến biên giới huyện Tân Biên tương đối lớn, có đầy đủ loại hình cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ. Để giữ gìn từng đường biên cột mốc trên địa bàn, huyện ủy Tân Biên đã quán triệt thống nhất từ nhận thức đến hành động, luôn dành sự quan tâm chăm lo cho lực lượng dân quân thường trực đóng quân tuyến biên giới. Ngoài cái lực lượng biên phòng làm cái nhiệm vụ tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc thì ở địa phương có các chốt dân quân thường trực. Các cái chốt dân quân thường trực này cùng phối hợp với các cái đồn biên phòng để tuần tra. Và trong những năm vừa qua thì Tân Biên rất là quan tâm đến việc đầu tư xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, và cái cụ thể nhất biểu hiện cho cái việc đó tức là đầu tư cho các cái chốt dân quân thường trực trên tuyến biên giới. Đây cũng là nó nằm trong cái việc mà xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh, của quân khu cũng như của cả nước. Đặc biệt thực hiện chủ trương phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, đề án xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới giai đoạn 2019-2025 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã được hiện thực hóa trên địa bàn tỉnh với 21 điểm trên 115 căn nhà, tổng trị giá gần 34 tỷ đồng. Là một trong những hộ dân được thụ hưởng đề án, anh Trần Quốc Diệt, ngụ ấp Hòa Lợi, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên và các hộ dân ở điểm dân cư này đang dần ổn định cuộc sống. Anh Diệt cho biết, từ năm 2009 đến năm 2017, anh tham gia lực lượng dân quân tại chốt dân quân thường trực ấp Hòa Lợi và hiện nay là phó trưởng ban quản lý ấp kiêm ấp đội trưởng. Trên cơ sở xem xét hoàn cảnh khó khăn của gia đình, đầu năm 2023, gia đình anh Diệt được cấp một căn nhà tại điểm dân cư liền kề chốt dân quân thường trực ấp Hòa Lợi, hay còn gọi là chốt cây me. Nhờ được sự quan tâm, chăm sóc của cái chính quyền địa phương, với hỗ trợ từ mọi mặt của cấp trên, là với do điều kiện hoàn cảnh khó khăn, là tôi được xem xét cấp cho một căn nhà. Là hiện tại bây giờ tôi đang sống ở đây, hoạt động là bám trụ, là góp phần với các chiến sĩ chốt dân quân để từng trai có gì là tôi thông tin liên lạc để góp phần là bảo vệ giữ vững an ninh chính quyền. Được biết, trên cơ sở đề án số 2454 ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tư lệnh Quân khu về xây dựng chốt chiến đấu của dân quân thường trực biên giới đất liền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới đất liền trong tình hình mới. Đến nay, quân khu đã quy hoạch xây dựng trên toàn tuyến biên giới 65 chốt dân quân, trong đó tỉnh Tây Ninh 32 chốt, tỉnh Long An 20 chốt và tỉnh Bình Phước 13 chốt. Trung bình mỗi xã biên giới có từ 1 đến 2 chốt. Trên biên giới, quân có dân, dân có quân, và xây dựng các chốt dân quân biên giới đất liền là chủ trương đúng đắn, là sự vận dụng có tính đột phá sáng tạo, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận cao và phù hợp với tư duy bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
Quý vị thân mến, đến đây thì chương trình Vì chủ quyền an ninh biên giới của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.